Kính lễ sư, do sự thiếu hiểu biết của con mà con từng xem thường và xúc phạm bằng lời nói đối với vị thánh tăng trong Phật giáo Nguyên Thủy, đặc biệt là ngài Xá Lợi Phất, sư vui lòng hướng dẫn con để con sám hối, vì mỗi khi đi chùa con không dám đảnh lễ việc các vị thánh tăng đó, do con bị mặc cảm tội lỗi và con cũng hiểu với nhân xấu này con sẽ gặp quả rất xấu trong tương lai. Trong trường hợp này thì sư đề nghị là quý vị làm phước, cúng dường và sau đó quỳ xuống sám hối. Như trường hợp ở trong chú giải Pháp Cú, có trường hợp là có lần một vị sư đi kêu gọi mọi người hùng phước để xây và cúng dường ngôi bảo tháp. Thì lúc bấy giờ có hai vợ chồng đang giận dỗi thì gặp ông sư, thì mới ông chồng mới mở miệng ra nói là quăng ông Phật ông xuống sông đi. Thì bà vợ bà hết hồn, mà nói trời ơi anh sao anh ác mồm ác miệng, anh nói như vậy bây giờ anh lo anh sám hối chứ không thôi là không được, nghiệp nặng lắm. Thì ông chồng ổng mới chuẩn bị một cái để suy nhớ, hình như là một cái bát vàng thì phải, một cái dĩa bằng vàng, rồi chuẩn bị lễ phẩm đi đến để cúng dường và sám hối ngôi bảo tháp. Thì ổng có hỏi là mấy đứa con là có ai đi chung với cha hay không. Thì có một người con là phụ với cha, còn cái đứa hai đứa còn lại thì nói là cái này cha làm sai thì cha đi chứ sao mà dính dáng gì tới con. Thì người cha đem cái dĩa bằng vàng đó, và cùng với lễ phẩm đi đến cúng dường ngôi bảo tháp và sám hối. Thì đời sau kiếp khác nhờ như vậy nha, thì cái nghiệp người cha nó giảm nhẹ đi rất là nhiều. Tuy nhiên vì cái câu đó mà vị này coi như là cứ sanh ra là bị quăng sông, cứ sanh ra là bị quăng sông, gọi là mang cái đời sống là trôi sông lạc vợ đó. Cho tới kiếp cuối cùng thì vị này cũng là hình như là con của một cô kỹ nữ. Thì cái cô kỹ nữ này sanh con trai đó thì cũng bỏ vô cái giỏ rồi thả trôi sông. Thì cũng cái kiếp trôi sông, nhưng mà nhờ cái phước hồi xưa cho nên là được một ông phú hộ vớt lên, chuyện dài lắm. Nhưng mà đại loại là sau này á, cái vị này thứ nhất là bị trôi sông, sau này lớn lên thừa hưởng tài sản. Rồi có một hôm á, thì khi vị này đi xuất gia thì mới đem cái núi vàng của mình á, ra với mấy đứa con. Thì bây giờ kêu thì bây giờ mấy đứa bóc thử vàng, bóc thử coi. Thì hình như là có ba đứa con. Thì một đứa nó bóc lên thì vàng vẫn cứ là vàng, nhưng mà hai đứa kia bóc lên á, là vàng nó thành than, thành than đá thôi, nó không có xài được. Thì người cha nói như vậy thì bây giờ tài sản cha sẽ gọi là trao lại cho cái đứa này đã thừa kế, rồi con thì ráng nuôi hai em đó. Thì quý vị thấy là nhân quả ha, là hồi xưa là vì mở miệng câu nói đó mà sống cái đời sống là bị trôi sông lạc vợ, nhưng mà nhờ có làm phước sám hối rồi cúng dường đến bảo tháp cho nên đời sau á, là được sống đời sống giàu sang. Cái người con trai mà phụ với người cha này đó thì được hưởng chung với cái phần phước đó, còn hai đứa kia thì nói cái đó chuyện của cha con không liên quan, thì hai đứa này sau này không được hưởng chung mà chỉ hưởng ké thôi đó. Thì nói như vậy để quý vị có cái sự mở lòng mở ra để mình tạo thêm cái công đức để mình không phải lo lắng ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái phần trả lời Đức Hạnh Tuệ thì sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Cái câu chuyện đó thật sự rất là hay.
Rất là hay thưa quý vị, rất là hay mà rất là thiết thực luôn. Ví dụ nghĩa là Đức Hạnh Tuệ đưa cái ví dụ mà về cái câu chuyện mà của trưởng lão Chatila đó. Chatila đó, thật sự là cái vị là cái nhân vật này không phải tầm thường thưa quý vị. Công này là nếu mà xét về trong thời Đức Phật Gotama đó. Đó Đức Phật Thích Ca đó. Thì ông này là một trong gọi có thể gọi nôm na là tứ đại phú hộ thời đó nha. Nghĩa là bốn trong bốn ông mà giàu nhất thời đó. Đó. Đây là một câu chuyện rất là hay mà tôi nghĩ quý vị nên nếu mà quý vị có cái tâm mà muốn sám hối, muốn cụ thể, muốn làm gì đó thì quý vị đọc đọc cái câu chuyện này là ở trong chú giải Pháp Cú. Ở câu Pháp Cú 417 á. Ừ, 417 á. Có cái câu mà ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ai ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đó, quý vị coi cái câu chuyện mà chứng lão lão cha tí lá mà Đức Hạnh Tuệ cái đem ví dụ đó. Rất là thiết thực và rất là sinh động. Không để mình biết là không chỉ là cái câu hỏi này dành riêng cho cái vị này mà những cái vị Phật tử mình nghe thấy không, mình nghe mà mình có cùng cái câu hỏi, mình cùng có cái lỗi giống như vậy nè, giống như vị này nè, thì mình biết được là mình nên làm gì để mình gọi là sám hối tội lỗi và mình chuộc lại lỗi lầm và mình dùng cái thiện nghiệp của mình nó nâng đỡ mình. À, giống như trường hợp của trưởng lão Chatila vị thấy không, mặc dù cái ác nghiệp của ông là ông nói là quăng quăng Đức Thế Tôn của bà đi, quăng Đức Thế Tôn bà đi đúng không? Nhưng mà do thiện nghiệp ông làm rất là nhiều đúng không, cho nên là ông cái kiếp cuối cùng á ông vẫn là một trong tứ đại phú hộ giàu nhất thời Đức Phật Gotama và ông đi xuất gia và cũng đã A La Hán thưa vị. Đó đó là cái điều mình đang học hỏi trong qua câu chuyện này. Ông xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Cũng xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ thêm về tên của ngài trưởng lão Chatila. Thì phải nói là đôi khi thì sư thuyết pháp có một vài cái câu chuyện sư bị quên quên tên nhân vật, sự kiện thì sư nhớ, nằm trong bài kinh thì sư nhớ, mà sư hay bị quên tên nhân vật á. Thì phải nói là cũng tri ân Đại Đức Tuệ Tường đã nhắc lại, cũng như ngày hôm qua thì cũng nhắc lại cái tên nàng Rohini đó. Thì phải nói là rất là cảm ơn Đại Đức, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.